nói là điều khó nói nhất trên đời. Nhưng con sắp nói, con chưa bao giờ nói ra một lần. Dù một lần trên đôi môi cả đời này chẳng thể nói, dù vạn người trên nhân gian này tỏ hết rồi. Có ai như con không? Có ai như con? Nghiện ngập ma túy, thằng thứ ba thì lăng nhăng sở thanh, tất cả đều y hệt, toàn là một đứa khốn nạn. Tàn một mình rồi mới góp nhặt từng chút yêu thương nơi mẹ. Nếu mày công khai, tao sẽ giết chết mày đó. Nếu nó chết thật thì cũng không cần phải bận tâm nữa. Dù sao thì thân phận của nó cũng bị lộ tẩy rồi. Có khi còn giúp chúng ta cắt được manh mối điều tra của bọn ngươi. Không muốn thấy con làm điều tội lỗi này nữa. Nếu như mẹ con chết chân, cả con và mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ biết không? Đi theo con. Con thương mẹ. Phải nghĩ cách cứu thằng Trường càng sớm càng tốt. Anh Trường về kìa mọi người ơi. Ủa, tại sao anh Trường phải nắm tay Trân Trân? Ủa, chứ không phải Trân Trân là người yêu của anh Trường hả? Làm gì có chuyện đó. Ủa, vậy chứ sao nghe nói... Ê, chuyện nó không có chắc đâu. Vậy để em đi nướng đồ ăn. Anh Trường, cắt bánh kem tiếp đi. Nè, nếu như anh Trường nhà ta để ý Trân Trân á, mẹ sẽ ủng hộ hai tay hai chân. Tụi cô đồng quan điểm với mẹ không? Con đồng ý. Dạ, con cũng vậy. Cả con nữa. Chẳng lẽ chuyện tình cô giúp việc và ông chủ là có thiệt sao ta? Cũng có thể lắm. Hình như cô cũng khoái anh hai từ lâu rồi. À, từ cái hồi cô ta thiêu thêm cành quả hồng lên cái món chim đó hả? Như vậy là cả nhà đồng ý rồi phải không? Vậy thì tiến tới đi. Cô muốn gì tặng cho tôi vậy? Dạ, em nghĩ cái này sẽ nhắc nhở anh về chuyện giữ gìn sức khỏe. Với em, sức khỏe của anh là quan trọng nhất và là niềm vui cho cả nhà. Ý nghĩa đó con. Vậy thì con đeo vào tay anh luôn đi. Đúng rồi đó, tặng vòng thì đeo luôn đi. Trường, đưa ta cho cổ đeo đi. Rồi, bây giờ á, nhập tiệc ăn mừng đi. Yeah!
Mẹ chỉ ước mong sao gia đình của mình sẽ mãi hạnh phúc đầm ấm vui vẻ như thế này. Dạ, tụi con sẽ mãi yêu thương và hòa thuận với nhau để mẹ vui. Cảm ơn tụi con. Anh đi em. Mẹ ăn đi. Cảm ơn con. Cô cũng ăn đi. Dạ cảm ơn. Hồi lúc nãy cô đi đâu vậy? Em đi mua quà cho anh, nhưng bị tinh sinh bắt cóc. Có chuyện đó nữa hả? Dạ, nhưng mà em thoát được. Cậu xử lý công việc kiểu gì vậy? Tôi sẽ bù lại số hàng đó. Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng cậu đang mất tập trung vào công việc. Tại hôm nay tôi có bữa tiệc cùng gia đình, chứ không phải cậu mải mê đi tìm con nhỏ đó. Biết người ta lại sai khiến gì nó nữa đây. Trường nè, hôm nay là sinh nhật của con không nên bỏ đi nữa nha. Mẹ yên tâm đi, con sẽ ở nhà. Thật không con? Mẹ mừng quá. Dạ, em nghe anh hai. Tiếp tục bố trí giao hàng cho khách ở địa điểm khác. Dạ, em biết rồi. Sẽ về dọn dẹp sau nha. Không phải lo, đã có mọi người ở đây rồi, con cứ đi chơi đi. Dạ. Hình như thằng Trường cũng có ý chứ không Trân Trân rồi. Tuyệt lắm. Cô ở nhà tôi được bao lâu rồi? Dạ, cũng gần 2 tháng rồi anh. Xin lỗi, hình như là tôi vẫn chưa trả lương cho cô. Dạ, em cũng không nhớ. Nhưng cái đó không quan trọng lắm đâu anh. Chị, tiền đâu có mua quà cho tôi? Dạ, em mượn của mẹ em. Hai mẹ con cô làm lành chưa? Hôm trước em có về thăm rồi.
Tôi xin lỗi vì mua quà tặng cho tôi mà cô phải mượn tiền mẹ. Tôi thấy hình như tiền đối với cô không quan trọng lắm. Dạ, không quan trọng. Cô cũng đã hồi phục trí nhớ rồi chứ? Dạ, em nghĩ mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn còn phải uống thuốc thêm một thời gian nữa. Vậy à, nếu cô hồi phục hoàn toàn rồi, cô có muốn làm một công việc khác tốt hơn công việc hiện tại không? Em cũng chưa biết phải làm gì cả. Còn ở nhà anh ngày nào thì còn vui vẻ ngày đó, lại có lương nữa. Em không ham nhiều tiền, chỉ cần đủ sống. Chừng rồi cô cũng phải đi lấy chồng. Tuổi cô còn rất trẻ mà. Dạ, em chưa nghĩ tới chuyện đó. Tôi thấy có vẻ cô chưa định hướng được tương lai của mình thì phải. Dạ. Nếu vậy, giả dụ bây giờ tôi có tình cảm với cô thì sao? Cô đồng ý làm bạn gái thôi chứ? Anh không đùa với em chứ? Từ trước tới giờ tôi chưa từng rung cảm với ai, nhưng với cô, trong lòng tôi đã có một thứ cảm giác đặc biệt xuất hiện. Nó làm tôi bối rối. Dạ, điều này... Cảm giác đó khiến tôi nghĩ về việc sẽ quan tâm cô mỗi ngày, muốn ngồi ăn cơm tối với cô, muốn cô hiện hữu trong không gian nhà của mình. Dạ, em cần suy nghĩ lại điều này. Anh cho em thêm thời gian nha. Tôi hy vọng là... Thằng kia, tụi mày là ai? Tụi tao tới tính sổ với mày. Trường Trần, cô mau chạy đi. Anh Trường! Nè! Anh Trường! Anh Trường. Dạ, tụi em đi. Chẳng lẽ họ là... Là người của tôi sắp đặt. Tôi đã hy vọng cô mãi là Trân Trân thôi, nhưng những gì vừa diễn ra trước mắt tôi, cô là một tay võ thuật chuyên nghiệp, chứ không phải là một cô gái ngây thơ tầm thường mất trí nhớ. Sao? Cô đã được người ta cài vô nhà tôi sao? Anh nói gì em không hiểu. Em được cài vô nhà anh là sao? Cô đừng làm bộ ngây thơ nữa. Thật ra là em trước kia có học võ để tự vệ. Dạo gần đây em dần dần nhớ lại mọi chuyện. Nên là nhớ mình có biết chút võ. Hồi nãy em không hề biết đó là người cho anh dàn dựng. Em chỉ có sức để tự vệ thôi à. Chẳng lẽ con gái biết chút võ là điều xấu xa sao anh? Cô không còn đáng tin cậy nữa. Hãy rời khỏi nhà tôi đi. Anh Trường, vừa rồi anh mới nói là có cảm tình với em, sao bây giờ lại hất hủi em? Cô hãy quên đi, đi khỏi mắt tôi. Anh đuổi em thật sao? Em biết đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này. Đó là chuyện của cô,
Cô đi đi. Lỗi của em là chỉ vì em biết võ thuật thôi sao? Cô cầm đi. Cảm ơn anh đã cho em tá túc những ngày qua. Em chào anh. Con tim ngoan ơi, lắng nghe tình yêu gọi mời. Đôi môi xinh ơi, nói đi dù lòng đang bối rối. Con hoài đợi chờ từng dấu yêu trôi qua tầm tay, vẫn nguyên vẹn từng phút ta bên nhau nồng say. Sau đêm chiêm bao hỏi ta rằng đã mơ gì, lang thang trong đêm biến ta trở thành người mất trí. Đường đời còn hoài như đám cây, ta đâu nào hay muốn quay về để sống yên vui như ngày xưa. Sao có thể biết dòng đời sẽ xoay ta theo hướng nào? Trong đêm mù khơi cảm bẫy răng răng quên mất lối, vươn lên để sống để thoát ra xót xa đang vây phủ đời ta. Muốn bên người, muốn yêu người, người ơi. Sao có thể biết lòng người dối gian hay là chân thành? Ngu ngơ làm chi để đắng cay thêm đâu được chi. Ta có còn chi ngoài những vết thương trong tâm hồn yếu đuối. Muốn bên người, muốn yêu người, người hơn. Sao có thể biết dòng đời sẽ xoay ta theo hướng nào? Trong đêm mù khơi cảm bẫy răng răng quên mất lối, vươn lên để sống để thoát ra xót xa đang vây phủ đời ta. Muốn bên người, muốn yêu người, người ơi. Sao có thể biết lòng người dối gian hay là chân thành? Ngu ngơ làm chi để đắng cay thêm đâu được chi. Ta có còn chi ngoài những vết thương trong tâm hồn yếu đuối. Muốn bên người, muốn yêu người, người hơn. Muốn bên người, muốn yêu người, người hơn. Cảm ơn hai con nha. Dạ. Thưa bác con về. Ừ, hai con về nha. Về thôi em. Thôi, để anh Nghĩa chở em về được rồi. Không được, anh phải đưa em về chứ. Lỡ ba của em trách anh thì sao? Dạ. Con về rồi hả con? Trân Trân đâu rồi? Hồi nãy Trân Trân nó đi cùng với con mà. Từ nay Trân Trân sẽ không ở trong nhà của mình nữa.
Nè, sao vậy con? Hai đứa có chuyện gì hả? Mau nói cho mẹ nghe đi. Đơn giản là cô ấy đã hồi phục trí nhớ, cha không muốn làm giúp việc ở nhà mình nữa. Con nói sao vậy? Nếu vậy thì Trân Trân cũng phải về đây chào hỏi mẹ một tiếng chứ. Cô ấy phải đi đến chỗ khác, mẹ đừng bận tâm nữa. Nhưng mà sao kỳ vậy ta? Con tim ngoan ơi, lắng nghe tình yêu gọi mời. Đôi môi xinh ơi, nói đi dù lòng đang bối rối. Con hoài đợi chờ, từng dấu yêu trôi qua tầm tay vẫn nguyên vẹn, từng phút ta bên nhau nồng say. Sau đêm chiêm bao hỏi ta rằng đã mơ gì, lang thang trong đêm biến ta trở thành người mất trí. Đường đời còn hoài như đám cây, ta đâu nào hay muốn quay về để sống yên vui như ngày xưa. Sao có thể biết dòng đời sẽ xoay ta theo hướng nào? Trong đêm mù khơi cảm bẫy răng răng quên mất lối. Vươn lên để sống, để thoát ra xót xa đang vây phủ đời ta. Muốn bên người, muốn yêu người, người hơn. Sao có thể biết lòng người dối gian hay là chân thành? Ngu ngơ làm chi để đắng cay thêm đâu được chi? Tâm hồn yếu đuối, muốn bên người.